Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đến video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ chữa với các bạn bài tính toán thời gian nhé. Bài tính toán thời gian này là một bài như thế này. Mình sẽ view nhỏ lại một chút nhỉ. Rồi, bài tính toán thời gian này. Một quán game mùa này rất là vắng khách nên là chủ quán sẽ quyết định tính tiền chi tiết đến từng phút và các bạn sẽ phải nhìn vào cái bộ test này mình giải thích luôn. Và nó sẽ tính toán dựa trên đầu vào, thời gian vào là 9 giờ và thời gian ra là 1:30. Và các bạn hãy tính xem là cái thời gian chơi game của game thủ là bao nhiêu thì kết quả trả ra chính là 1:30 phút, đúng không? Tức là mỗi mỗi một cái đầu vào từ cái mã người chơi nó sẽ được là một show ký tự dài không quá 10, nó không có khoảng trống và nó sẽ mặc định là không mấy tê đấy. Đấy, ví dụ đây là nó có một cái mã là 01T này. Tương tự ở dưới có mã 06T và 02Y. Thứ hai là tên của người chơi là một cái show ký tự không quá 100. Và tiếp theo là giờ vào và giờ ra, phải nhớ được đúng cái định dạng của nó là HH2.MM. Đấy. Và chúng ta sau khi mà các bạn in ra ấy, thì không phải là in ra luôn, mà các bạn phải sắp xếp cái thời gian chơi của người đấy theo cái thứ tự chơi game giảm dần. Nha. Vậy các bạn thấy rằng là đây là một cái bài toán phải nói là có tính ứng dụng quá cao, đúng không? Đấy, một tính ứng dụng rất cao và chúng ta code bằng Python nhưng mà thấy rằng là code rất ngắn. Đấy, mặc dù đấy quá cả, ứng dụng rất cao nhưng mà code lại rất ngắn, đúng không? Thì các bạn sẽ xem đây là như thế nào nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ có ba bộ test, tức là có ba người và mỗi người là các bạn sẽ phải nhập cái thông tin của họ như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ phải for e in range, đúng không? For e in range t, một cái t là với t là in là t input, tức là bộ test mà chúng ta nhập vào là bao nhiêu, đúng không? Đấy, và chúng ta nhập nhập cái người chơi đấy, thông tin của người chơi đấy, nhưng mà đủ chưa? Các bạn phải tưởng tượng là chúng ta phải tạo ra một cái hàm nữa, đúng không, để tính ra cái thời gian chơi của người chơi đấy, đúng không? Nhưng bên cạnh đấy chưa đủ, mà các bạn sau khi làm việc xong thì các bạn phải sắp xếp, đúng không? Các bạn phải sắp xếp những cái thứ tự của người chơi đấy, nên các bạn sẽ phải tạo ra một cái list nữa là list red để lưu thông tin về đối tượng đó thì các bạn mới có thể sắp xếp được, đúng không? Vậy là mỗi mỗi một lần nhập người chơi thì các bạn phải append cái person đấy vào trong cái kết quả, đúng chưa? Đấy, sau đó thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái đối tượng là người chơi, đúng không? Đối tượng người chơi tức là đối tượng là person play. Để chúng ta phải theo tư duy bình thường, person play, đối tượng người chơi có gì, có code, có gì, có full name, có gì, có time in và có time out, đúng không? Và với mỗi cái này thì nó sẽ là một string. Đấy, tiếp theo là chúng ta trả về thời gian chơi, là chúng ta phải viết ra một cái hàm thời gian chơi. Thì với string thì các bạn có thể là chặt chuỗi lấy hai cái này trừ đi nhau hay là gì đấy để ra con số 2 và ra con số 30. Đấy, để ra con số 1 và ra con số 55. Nhưng trong trường hợp như thế này, trong trường hợp ví dụ ở đây là 9:45, còn đây thì là 10:05 5 phút, thì làm sao mà các bạn trừ được? Và kể cả các bạn trừ được thì các bạn code cũng rất là lâu, nên chúng ta phải có một cái hàm khác là các bạn convert cái string đấy về dạng date time, nhớ chưa? Đấy, time in bằng date time.strip strip part time, tức là các bạn part cái chuỗi đấy nó về dạng một date time, đúng không? Dạng một date time, sử dụng thư viện date time và lấy cái format là %H%M, là lấy giá trị của giờ và giá trị của phút. Thì ở đây các bạn bị thiếu, các bạn phải import date time cho mình, đúng không? Các bạn bị thiếu thì các bạn sẽ phải import date time như thế này, nhớ chưa? Đấy, sau khi thế, nếu như các bạn có một cái cách khác là các bạn import datetime.datetime một lần nữa nhá. Datetime.datetime có nhiều cách các bạn dùng import datetime.datetime. Gì nhỉ? Sẽ bị đây. Đúng không? Cái gì nhỉ? Quên rồi. Tức là tóm lại là khi mà from datetime import datetime nhá. Phải là from in time. Thì lúc đó các bạn sẽ xóa đi cái này đi này. Xóa cái này và xóa dấu chấm đi, nhớ chưa? Còn ở đây mình chỉ import date time thôi, nên mình sẽ phải viết là date time, date time, chấm date time, chấm spot, strip path time, được chưa? Đấy.
Vậy là chúng ta lấy thời gian ngoài trừ đi thời gian ghi thời à thời gian ra từ thời gian vào là được cái thời gian chơi, đúng không? Nhưng mà cái thời gian chơi đấy là gì thì các bạn sẽ thử nhá. Các bạn sẽ thử thử in ra là biết ngay, đúng không? Nhưng mà ok, tí nữa thì mình sẽ thử cho các bạn. Và cuối cùng là các bạn gì, tạo ra một cái hàm result. Hàm result là để in ra kết quả đấy thôi. Đấy, self.time bằng self.time này. Nhớ là cái time này là chưa có gì, nhưng ở đây các bạn viết self.time thì người ta sẽ mặc định, người ta sẽ hiểu là à, đối tượng này lại có thêm một thuộc tính nữa là time. Nhưng mà đối tượng time, nhưng mà cái thuộc tính time đấy thì nó không đưa vào cái đối tượng đó vào, mà nó là một cái đối tượng trung gian được tạo ra trong quá trình tính toán. Nhớ chưa? Đấy, thì path nó về string là sao? Đấy, path về string xong rồi in ra gì, ra code, ra full name. Đây này, in ra code nè, in ra full name nè, và in ra format giờ phút là sao. Các bạn chặt ra hai cái số đấy là được nhá. Và cuối cùng, vậy là sau khi mà các bạn đã tính toán được rồi thì các bạn phải sắp xếp nó theo cái thứ tự của thời gian, đúng không? Thì rõ ràng rất là thông minh. Đó là lý do vì sao mà các bạn lại phải tạo ra một cái đối tượng time, à một cái thuộc tính time có trong cell, bởi vì các bạn sẽ sắp xếp theo time này luôn, đúng không? Tội gì, đúng không? Đấy là thông minh nhất. Và thay vì các bạn chặt thì các bạn nhớ là convert nó về date time, cho các bạn sẽ so sánh cái date time đấy là xong, được chưa? Red.sort key bằng lambda, tức là sắp xếp theo gì? Sắp xếp theo time. Reverse bằng true, tức là gì? Sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Cuối cùng thì các bạn in ra red là được không? For e in red và green e.result, tức là in thông tin của từng người để là xong thôi. Nha. Test thử nha, test thử là biết nha. Rồi. Đây. Nhìn thấy chưa các bạn? 2 giờ 30 phút, 1 giờ 30 phút và 0 giờ 55 phút. Quá chính xác luôn, đúng không? Nhưng mà trong một cái trường mà mình nói lúc nãy là tại sao lại lại có những cái con số vi diệu như vậy? Đấy, mà tại sao lại có con số vi diệu như vậy? Bây giờ các bạn thử bỏ comment này. Có nghĩa là các bạn sẽ thực hiện cái bước là in ở đây luôn đi. Khi mà time play các bạn in luôn đi. Print time nhé. Print time luôn. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là chúng ta là tạo một cái bước mà in trong quá trình trung gian luôn đấy. Để cho xem đây là gì nhé. Đây. Chúng ta quay lại để in luôn nhé. Gấp lại này. Bị fail à? Sau trường hợp bị fail như vậy thì ấn F5D và terminal chạy trong đây thì ổn hơn nhé. Đấy. Lỗi gì đây? À, time is not defined. Biết các bạn biết thì sao lại không được không? Bởi vì các bạn sẽ phải in là cell.time, cls.time, được chưa? Ok. Đó. Thì lúc này các bạn thấy rằng là nó cái kết quả mà cell.time ấy nó chặt về ấy. Đấy, đây này, nó sẽ là 1 giờ 30 phút và 0 giây này. 2 giờ 30 phút và 0 giây này, 0 giờ 55 phút và 0 giây này. Đấy, chứ nó không phải là nó trả về những cái con số đâu nhá. Đấy, nó sẽ trả về một chuỗi, đúng không? Vậy là khi mà các bạn làm thì các bạn chặt chặt theo cái giá trị của số 2 chấm là lấy A0 và A1 thì các bạn sẽ lấy được số gì? Số 2 giờ 30 phút và lấy được 0 giờ 55 phút. Nhớ nhá các bạn nhá. Đấy. Vậy thì ở trong bài toán này thì lại chúng ta làm được một cái nữa rất là hay, đó là các bạn đã học được cái cách, chúng ta cùng nhau học được cái cách xử lý, đó là gì nhỉ? Sử dụng thư viện DataTime để xử lý các bài toán liên quan đến OOP và những cái bài toán về mặt thực tế nhá. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại một bài tiếp theo, đó là bài tính toán lượng mưa. Một bài toán này có vẻ code hơi dài nhá, code rất dài. Bài tính toán lượng mưa là code dài đấy. Thì chúng ta sẽ tập trung vào bài toán đấy. Ok. Bye bye.